Một số cách sử dụng cơ bản của từ kakkoi khi muốn đưa ra lời khen trong tiếng Nhật. Đầu tiên, khi muốn khen vẻ ngoài đẹp trai của một anh chàng, chúng ta thấy ai đẹp trai các bạn có thể dùng từ này nhé. Đấy, ở Nhật Nam chúng ta được học từ handsome là đẹp trai. Tuy nhiên thì người Nhật không hay sử dụng từ này mà thay vào đó họ dùng từ kakkoi hoặc là ikemen để khen vẻ ngoài đẹp trai các bạn nhé. Đấy, gần đây mình biết một bài rất là hay luôn, mình giới thiệu cho các bạn nhé. Đó là bài Suki Dakara. Trong bài đấy có từ kakkoi, lời bài hát một câu nhé, đó là kakkoi kara suki nan janai. Mình hát thì nó không đạt đến cái trình độ hay cho lắm. Tuy nhiên thì mình rất muốn giới thiệu cái bài này đến cho các bạn tìm nghe nhá. Đấy, quay trở lại với cách dùng thứ hai. Khi chúng ta muốn khen trang phục của một ai đó đẹp, style được các bạn nhá, style người ta đẹp thì dùng từ kakkoi được. Khi chúng ta muốn khen thiết kế của một đồ vật trông nó đẹp, nó design ấy, thì chúng ta sử dụng từ kakkoi được các bạn nhá. Đấy, chúc các bạn học tốt. Bye bye.